Phương Tây đưa ra dự đoán khủng khiếp về Nga. Nếu Ukraine thất bại, ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine sẽ sang Nga, ấn phẩm Forum 24 của xét đưa tin. Tổng thống Ukraine Zelensky có kế hoạch chiến thắng của riêng mình. Điều này không nhất thiết phải thực hiện được. Tuy nhiên, Brussels chưa phát triển bất kỳ kế hoạch hay chiến lược mạch lạc nào cả. Do đó, có khả năng EU sẽ bắt đầu thành lập một ngành công nghiệp quốc phòng và trong trường hợp Ukraine thất bại, nền công nghiệp quốc phòng này sẽ đến tay người Nga và họ sẽ sử dụng nó để chống lại chúng ta, bài viết cảnh báo. Người phụ trách chuyên mục này cũng gọi việc Russell đặt cược vào khả năng phòng thủ của Ukraine là sự thừa nhận trên thực tế rằng việc huy động cơ sở công nghiệp châu Âu không giống như nền kinh tế quân sự của Nga đã thất bại. Một ngày trước đó, Admin Baberger, người đứng đầu Tập đoàn Quốc phòng Remento của Đức, đã thông báo trong một cuộc phỏng vấn với TSN về việc khai trương nhà máy đầu tiên ở Ukraine. Công ty đã thông báo ngày 26 tháng 10 rằng một trong những nhà máy sản xuất mà họ đang xây dựng tại quốc gia này để hỗ trợ nỗ lực chiến tranh của Kiev đã đi vào hoạt động nhà sản xuất vũ khí lớn nhất của Đức, đã hoàn thiện kế hoạch thành lập liên danh với tập đoàn quốc phòng Ukroborovrom thuộc sở hữu nhà nước đầu năm nay để sản xuất đạn pháo, xe bọc thép và hệ thống phòng không. Là một phần của thỏa thuận hợp tác, công ty Grand Metal chuyên sản xuất nhiều loại vũ khí bao gồm xe tăng Leopard, tuyên bố rằng họ sẽ xây dựng 4 nhà máy trên đất Ukraine. Moscow đã phản ứng lại thông báo này bằng lời cảnh báo rằng những cơ sở như vậy được coi là mục tiêu hợp pháp cho các cuộc không kích của Nga. Tổng thống Zelensky ký đạo luật liên quan lính đánh thuê gây ngỡ ngàng Nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký một đạo luật cho phép lính đánh thuê nước ngoài phục vụ với tư cách là sĩ quan trong quân đội nước này. Quốc hội Ukraine đã thông qua luật có liên quan vào ngày 10 tháng 10 và vào ngày 25 tháng 10 đã được ông Zelensky ký thành luật theo trang web của chính phủ Ukraine. Luật này cho phép người nước ngoài có hợp đồng quân đội với Ukraine nắm giữ các vị trí có thẩm quyền trong quân đội, bất kể quốc tịch của họ. Khi luật được thảo luận vào tháng 9, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc hội về An ninh Quốc gia, Quốc phòng và Tình báo Eko đã giải thích rằng luật này là cần thiết để giải quyết tình trạng thiếu hụt nhân viên chỉ huy trong lực lượng vũ trang. Chúng ta đều hiểu tình hình hiện nay của quân đoàn sĩ quan. Thật vậy, chúng ta đang thiếu hụt. Genev nói với đài truyền hình quốc hội vào thời điểm đó. Ông nhấn mạnh rằng có sự quan tâm trong số các cựu sĩ quan từ các quốc gia nước ngoài muốn gia nhập lực lượng Ukraine. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã ám chỉ trong một bài đăng trên Telegram vào ngày 27 tháng 10 rằng ông Zelensky đã ký luật để các chỉ huy nước ngoài có thể tiêu diệt người Ukraine một cách tích cực hơn bằng cách ném họ vào máy xây thịt. Vào tháng 3, Bộ Quốc phòng Nga cho biết ít nhất 13.387 lính đánh thuê từ nước ngoài đã đến Ukraine kể từ khi căng thẳng giữa Moscow và Kiev bắt đầu vào tháng 2 năm 2022. Hầu hết trong số họ đến từ Ba Lan, 2.960, Georgia, 1.042, Mỹ, 1.113, Canada, 1.005 và Vương quốc Anh, 822. Theo bộ này, ít nhất 5.962 lính đánh thuê đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh với lực lượng Nga. Mùa xuân năm nay, trước tình trạng thiếu hụt nhân lực, tổn thất gia tăng và thất bại về mặt quân sự, Ukraine đã hạ độ tuổi nhập ngũ từ 27 xuống 25 và thắt chặt đáng kể các quy định động viên, buộc những người có khả năng được tuyển dụng phải trình diện tại các văn phòng tuyển quân để xét thực dữ liệu. Điều này thường có nghĩa là phải ra thẳng mặt trận. Nhiều video đã xuất hiện trên mạng xã hội trong những tháng gần đây, cho thấy cảnh các sĩ quan nghĩa vụ quân sự Ukraine cố gắng bắt cóc người trên đường phố, phòng tập thể dục và trung tâm mua sắm. Văn phòng của Tổng thống Zelensky nói về thời gian bầu Tổng thống mới ở Ukraine. Người đứng đầu văn phòng của Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết, các cuộc bầu cử ở Ukraine sẽ diễn ra ngay sau khi kết thúc xung đột vũ trang, vì hiện tại tất cả các nguồn lực của Kiev đều dồn vào đó. Các cuộc bầu cử sẽ được tổ chức ngay sau khi chiến tranh kết thúc. Tổng thống Zelensky bày tỏ quan điểm rất rõ ràng. Ông ấy muốn tất cả binh lính có cơ hội bỏ phiếu giống như những người tị nạn ở nước ngoài. Nhưng ngày nay, nguồn lực đã dành cho chiến tranh. Ông Andriy nói trong cuộc phỏng vấn với tờ báo Ý Korea de Sera. Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc họp báo sau hội nghị thượng đỉnh Fritz lần thứ 16 cũng nói rằng các nhà lãnh đạo của chế độ Kiev không muốn đàm phán với Nga. Theo ông Putin, việc bắt đầu đàm phán hòa bình sẽ dẫn đến nhu cầu dỡ bỏ thiết quân luật và ngay sau đó sẽ phải tổ chức bầu cử tổng thống, điều mà Ukraine có lẽ vẫn chưa sẵn sàng. Đầu tháng 10, theo một cuộc khảo sát xã hội được thực hiện ở Ukraine, gần 70% người Ukraine tin rằng các cuộc bầu cử nên được tổ chức trong nước, bất chấp tình trạng thiết quân luật. Nhiệm kỳ tổng thống của ông Zelensky hết hạn vào ngày 20 tháng 5 cuộc bầu cử tổng thống Ukraine vào năm 2024 đã bị hủy bỏ với lý do thiết quân luật và tổng động viên. Ông Zelensky tuyên bố rằng cuộc bầu cử hiện đang không kịp thời. Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ ra rằng, theo đánh giá sơ bộ, chính phủ hợp pháp duy nhất ở Ukraine là quốc hội và người phát ngôn của cơ quan này. Theo ông, nếu Ukraine muốn bầu tổng thống một cách hợp pháp thì cần phải bãi bỏ thiết quân luật. Không có quy định nào về điều này trong hiến pháp. Ông Trump Bà Harris sẽ đẩy Mỹ vào thế chiến 3 Cựu Tổng thống Donald Trump cảnh báo Phó Tổng thống Kamala Harris có thể sẽ khiến nước Mỹ can dự vào thế chiến 3. Bầu bà ấy trở thành Tổng thống sẽ đồng nghĩa với việc đánh cược mạng sống của hàng triệu người. Bà ấy chắc chắn sẽ đẩy chúng ta vào thế chiến 3 vì bà ấy không có đủ năng lực để thực hiện công việc. Cựu Tổng thống Donald Trump phát biểu trong cuộc vận động tranh cử ở bang chiến trường Pennsylvania hôm 26 tháng 10, đề cập đến Phó Tổng thống Kamala Harris. Ông Trump cho rằng bà Harris không đủ năng lực để đối phó với các nhà lãnh đạo nước ngoài. Con trai và con gái của các bạn cuối cùng sẽ phải nhập ngũ để chiến đấu cho một cuộc chiến ở một đất nước mà bạn chưa từng nghe đến, ông Trump nói thêm. Ứng viên Tổng thống đảng Cộng hòa cam kết sẽ ngăn chặn Thế chiến 3 ngay khi cả nước Mỹ chưa từng tiến gần với cuộc chiến đến thế. Cựu Tổng thống Trump cũng nhắc lại những tuyên bố ông từng đưa ra trước đây rằng những cuộc xung đột như xung đột israel hamas sẽ không xảy ra nếu ông làm Tổng thống. Trước đó, phát biểu tại một cuộc vận động tranh cử vào ngày 12 tháng 10 ở bang California, ông Trump hứa rằng nếu được bầu làm Tổng thống vào tháng 11, ông sẽ hành động khẩn trương và nhanh chóng để cứu nước Mỹ và cứu người dân California khỏi những thất bại tồi tệ của ứng viên Tổng thống đảng Dân Chủ Kamala Harris. Ông Trump nói thêm rằng trong thời gian nắm quyền tại Nhà Trắng, ông đã giữ nước Mỹ an toàn, không có chiến tranh. Trong cuộc tranh luận với đối thủ đảng Dân Chủ Kamala Harris hồi tháng 9, ông Trump cũng cảnh báo nếu đảng Dân Chủ thắng cuộc bầu cử tháng 11 tới, nước Mỹ sẽ đối mặt với nguy cơ bị kéo vào thế chiến ba. Ông cáo buộc chính quyền Mỹ hiện tại thậm chí còn không cố gắng ngăn chặn cuộc xung đột Ukraine, mặc dù thực tế là cuộc khủng hoảng này đang rất cần được giải quyết. Trong một cuộc vận động tranh cử ở Nevada vào ngày 13 tháng 9, cựu Tổng thống Trump đã bày tỏ lo ngại về một cuộc xung đột hạt nhân tiềm tàng cho những người thiếu năng lực ở Washington gây ra. Các bạn có thể sẽ kết thúc trong thế chiến ba, các bạn có thể sẽ chứng kiến thảm họa hạt nhân nếu chúng ta không cẩn trọng. Những người này không biết họ đang làm gì. Ông cảnh báo các cử tri, đồng thời tuyên bố sẽ giúp người Mỹ tránh xa thế chiến ba ứng viên tổng thống đảng cộng hòa tuyên bố rằng ông là người duy nhất có khả năng ngăn chặn một cuộc chiến tranh toàn cầu tôi sẽ chấm dứt tình trạng hỗn loạn ở trung đông và tôi sẽ giải quyết cuộc chiến ở ukraine tôi sẽ giải quyết vấn đề đó với tư cách là tổng thống đắc cử ông trump tiếp tục nói đồng thời lập luận rằng một phiếu bầu cho Kamala Harris là một phía bầu cho chiến tranh với Nga. Ông Trump đã nhiều lần cam kết sẽ chấm dứt xung đột Ukraine trong vòng 24 giờ sau khi đắc cử, thậm chí trước khi tuyên thệ nhậm chức vào tháng 1 năm 2025, mặc dù các chi tiết của kế hoạch vẫn chưa được tiết lộ. Theo phó tướng của ông Trump, ứng viên phó tổng thống đảng Cộng hòa C.D. Vance, Ông Trump có thể bắt đầu đàm phán với Nga, Ukraine và các bên liên quan ở châu Âu để thiết lập một khu phi quân sự dọc theo tiền tuyến hiện tại với việc Kiev đồng ý không tham gia NATO. Phó Tổng thống Kamala Harris, người luôn ủng hộ Ukraine, đã chỉ trích cách tiếp cận của ông Trump và tuyên bố rằng về cơ bản ông Trump sẽ buộc Kiev phải đầu hàng. Tổng thống Putin cảnh báo đanh thép về đoàn tấn công vào lãnh thổ Nga tổng thống nga vladimir putin hy vọng phương tây đã nghe thấy tín hiệu của ông rằng việc cho phép tấn công tầm xa sâu vào lãnh thổ nga có nghĩa là nato đang trực tiếp gây chiến với nga ông putin đã nêu điều này trong một cuộc phỏng vấn với nhà báo pavel zarubin họ không nói với tôi bất cứ điều gì về điều này nhưng tôi hy vọng họ nghe thấy bởi vì tất nhiên chúng tôi cũng sẽ phải đưa ra một số quyết định cho chính mình Ông Putin nói khi trả lời câu hỏi liệu tín hiệu của ông có được phương Tây nghe thấy hay không. Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó tuyên bố rằng các nước NATO hiện đang thảo luận không chỉ về khả năng ghi ép sử dụng vũ khí tầm xa của phương Tây, mà trên thực tế họ còn đang quyết định xem có nên tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột Ukraine hay không. Ông nói thêm, sự tham gia trực tiếp của các nước phương Tây vào cuộc xung đột Ukraine sẽ thay đổi bản chất của nước này, Nga sẽ buộc phải đưa ra các quyết định dựa trên những mối đe dọa đối với nước này được tạo ra theo cách này. Tư ký báo chí của nhà lãnh đạo Nga Dmitry Peskov cho rằng, tuyên bố của tổng thống về hậu quả của các cuộc tấn công bằng vũ khí phương Tây vào sâu trong lãnh thổ Nga là cực kỳ rõ ràng và không còn nghi ngờ gì nữa, nó đã đến tay người nhận như dự kiến. Bầu cử Mỹ 2024, ông Trump thừa nhận sai lầm lớn nhất của mình. Cựu Tổng thống Mỹ và ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa Donald Trump đã chia sẻ với người dẫn chương trình Postcard Joe Rogan rằng sai lầm lớn nhất của ông là đưa ra một số quyết định sai lầm về nhân sự trong thời gian ở Nhà Trắng từ năm 2017 đến năm 2021. Phát biểu trên Postcard Joe Rogan Experience ngày 26 tháng 10, ông Trump khẳng định ông đã có một nhiệm kỳ Tổng thống tuyệt vời, nhưng chỉ ra rằng nó có thể còn tuyệt vời hơn nữa nếu ông vây quanh mình bằng những người khác nhau. Sai lầm lớn nhất của tôi là tôi đã chọn một số người mà tôi không nên chọn, ông Trump nói. Khi được Rogan hỏi liệu ông có đang nói đến những người tân bảo thủ hay không, cựu Tổng thống trả lời, đúng vậy, những người tân bảo thủ, hoặc những người xấu, hoặc những người không trung thành. Hôm nay bạn đang đọc một chút về họ, ví dụ như là John Kelly, một kẻ bắt nạt nhưng cũng là một kẻ yếu đuối, ông Trump nói. Lựa chọn đáng ngờ khác của ông là bổ nhiệm John Bolton, một người theo chủ nghĩa diều hầu, làm cố vấn an ninh quốc gia, ông Trump thừa nhận. Ông Trump đã sa thải ông Bolton vào tháng 9 năm 2019 sau 18 tháng tại vị, nói rằng ông hoàn toàn không đồng ý với nhiều đề xuất của cố vấn. Phát biểu về những tuyên bố của cựu tránh văn phòng Kelly với CNN đầu tuần này, ông Bolton cảnh báo rằng chiến thắng của ông Trump trong cuộc bầu cử vào tháng tới sẽ là nguy hiểm cho nước Mỹ. Chuyên gia phương Tây nói về hành động tuyệt vọng của ông Zelensky khi tiền tuyến Ukraine sụp đổ. Do sự sụp đổ của lực lượng Ukraine trên các tuyến tuyến, Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày càng trở nên tuyệt vọng giáo sư đại học Đông Nam Naui, nhà khoa học chính trị Glenn Dyson viết trên blog của mình trên Substack. Giáo sư Dyson cho rằng chiến tranh Ukraine dường như đang bước vào giai đoạn cuối khi tiền tuyến của Ukraine tiếp tục sụp đổ. Việc thiếu nhân lực và vũ khí cho phép Nga tiến qua tiền tuyến dễ dàng hơn dẫn đến việc phá vỡ các tuyến tiếp tế và bao vây các nhóm lớn binh lính Ukraine, ông cho biết. Như dự kiến trong giai đoạn cuối của một cuộc chiến, thương vong của bên thua cuộc tăng lên đáng kể. Khi quân đội tàn giá, có vẻ như Zelensky ngày càng trở nên tuyệt vọng bằng chứng là ông ta nói về vũ khí hạt nhân và kế hoạch chiến thắng kỳ lạ. Ông đặt câu hỏi khi nào thì các cuộc đàm phán sẽ bắt đầu và cho biết phương Tây đã bắt đầu thay đổi câu chuyện về cuộc chiến để chuẩn bị cho việc đàm phán sau gần 3 năm đưa ra thông tin sai lệch về tỷ lệ hao hụt và giả vờ rằng NATO và Ukraine đang chiến thắng. Dyson nhắc lại ý kiến của chuyên gia John mearsheimer rằng phương Tây lẽ ra đã đàm phán từ lâu nếu binh lính của họ chết với số lượng khủng khiếp. Tuy nhiên, có một thực tế cay đắng. Khi NATO đang chiến đấu bằng người Ukraine, có vẻ như không cần phải vội vàng chấm dứt chiến tranh vì người Nga có thể đã bị đổ máu thêm và Mỹ muốn kéo dài chiến tranh cho tới khi kết thúc cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Ông lưu ý rằng khi vị thế của Nga tiếp tục được củng cố so với NATO, các điều kiện của Nga trong các cuộc đàm phán hòa bình sẽ trở nên khó khăn hơn nhiều. Sẽ rất khó khăn và nhục nhã khi chấp nhận yêu cầu của Nga về việc ngừng mở rộng NATO, chấm dứt sự hiện diện của NATO tại Ukraine và chấp nhận các nhượng bộ lãnh thổ đau đớn. Glenn Dyson đã nhìn thấy sự tương đồng với tình hình của Trung Đông. Ông viết, Tương tự như vậy, Israel đã tự chuốc lấy rắc rối lớn khi không đạt được các giải pháp có thể chấp nhận được với các nước láng giềng. Một nền hòa bình lâu dài dựa trên sự thỏa hiệp lẫn nhau trước đây đã bị tránh né bằng cách thay vào đó là duy trì sự yếu kém của các nước láng giềng bằng chiến lược cắt cỏ vài năm một lần bằng cách tấn công vào các mục tiêu quân sự và dân sự. Israel nhìn thấy cơ hội hiện tại để tấn công cả Iran khi Hamas và Hezbollah đã bị suy yếu. Tuy nhiên, điều này bỏ qua việc israel cũng đã tự mình căng thẳng về mặt quân sự và không có khả năng chiến đấu một mình với iran hơn nữa một cuộc chiến kéo dài đang tàn phá nền kinh tế của israel cũng như các mối quan hệ chính trị của nước này với thế giới rộng lớn hơn không có con đường nào dẫn đến chiến thắng quân sự và không có nhu cầu chính trị nào đối với các giải pháp chính trị do đó mục tiêu dường như là kéo mỹ vào một cuộc chiến tranh khu vực rộng lớn hơn nhà khoa học này kết luận những người tuyên bố ủng hộ ukraine và israel trong nhiều năm đã có lập trường cực đoan bằng cách từ chối một nền hòa bình khả thi và ủng hộ leo thang. Hậu quả chính là tình hình hiện tại là tất cả hoặc không có gì có khả năng tàn phá cả hai quốc gia. ISW phát hiện ra Nga đang gây sức ép và đạt được lợi thế tại Poprov và Vuleda. Các nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW đã báo cáo rằng lực lượng Nga gần đây đã tiến quân vào quận Luchkovo thuộc tỉnh Kurt của Nga, cũng như gần các khu định cư Poprov và Vuleda ở Donetsk, miền đông Ukraine. ISW nêu rõ Lực lượng Nga gần đây đã tiến quân nhẹ về phía đông và đông nam Poprov trong bối cảnh các hoạt động tấn công liên tục diễn ra tại khu vực này vào ngày 26 tháng 10. Các cảnh quay có định vị địa lý được công bố vào ngày 25 và 26 tháng 10 cho thấy, lực lượng Nga gần đây đã tiến vào các vùng ngoại ô phía đông của Novotoretsk, ở phía đông Poprov, phía tây Novorodivka, phía đông nam Poprov và bãi thải mỏ Koroschenko ở phía đông bắc Selidove, ở phía đông nam Poprov và vào phía bắc Oleksandropin ở phía đông nam Poprov. Quân đội Nga gần đây cũng đã tiến gần Vulida. Đoạn phim mới công bố cho thấy quân đội Nga đã giành được lợi thế ở phía tây Pobieda. ISW cũng đưa tin rằng quân đội Nga gần đây đã tiến về phía bắc Niva, phía bắc và tây bắc Prechitivska, cả hai đều ở phía tây Vulida. Phía Nga cũng tuyên bố rằng lực lượng của họ đã tiến về phía nam và phía tây Bohoyavlenka, đến vùng ngoại ô Novukrenka và thiết lập các vị trí ở rìa đông nam của Shaktake. Tuy nhiên, các nhà phân tích ISW báo cáo không có bằng chứng nào xác nhận những tuyên bố này. Các báo cáo cho biết, lực lượng Ukraine gần đây đã phát động một cuộc tấn công cơ giới có quy mô trung đội, tăng cường vào các vị trí của Nga tại quận Klushkovo, thuộc tỉnh Kết của Nga. Cuộc tấn công tăng cường này được cho là đã diễn ra ở phía đông Novipus, phía tây nam Klushkovo. Các cảnh quay định vị địa lý cho thấy, lực lượng Nga có thể đã giành lại vị trí ở phía đông Novipus trước đó, trong khi lực lượng Ukraine dường như đã giữ được vị trí ở phía đông nam của khu định cư tuyến đâu mà kết vẫn không thay đổi. Mỹ điều tra 2.500 phiếu đăng ký bầu cử nghi bị gian lận tại Pennsylvania. Các quan chức quận Lancaster, bang Pennsylvania, Mỹ đang điều tra khoảng 2.500 đơn đăng ký cử tri sau khi các nhân viên bầu cử nhận thấy có dấu hiệu cho thấy chúng có thể bị gian lận. Các đơn đăng ký đang được điều tra đã được gửi đến thành hai đợt trước ngay hạn chót đăng ký cử tri của bang Pennsylvania hôm 21 tháng 10. Các nhân viên bầu cử đã liên lạc với văn phòng công tố viên sau khi nhận thấy một số phiếu đăng ký đáng ngờ. Những đơn này có nét chữ viết tay giống nhau, chữ ký của cử tri không khớp với những gì có trong hồ sơ và thông tin nhận dạng cá nhân bao gồm tên, địa chỉ, số an sinh xã hội, số giấy phép lái xe đều không chính xác. Theo lời công tố viên quận Heather Adams trong họp báo ngày 25 tháng 10, Bà Adams cho hay, các điều tra viên đã nói chuyện với các cử tri có tên trong các đơn đăng ký bị nghi ngờ, nhưng họ khẳng định rằng họ không liên quan đến việc nộp các đơn này. Bà Adams không cho biết cụ thể số đơn mà văn phòng bà đã xem xét là bao nhiêu, nhưng cho biết 60% trong số đó là gian lận. Bà cũng xác nhận rằng có một số đơn hợp lệ trong đợt này và những đơn đăng ký đó sẽ được xử lý. Quan chức trên nói thêm, vấn đề gian lận trong cuộc bầu cử này có khả năng liên quan đến một nhóm vận động tranh cử quy mô lớn. Thông báo trên được đưa ra khi cuộc bỏ phiếu đã bắt đầu tại Pennsylvania, một bang chiến địa quan trọng đối với cả ông Donald Trump và bà Kamala Harris trong cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 5 tháng 11 tới. Quận Lancaster đã bỏ phiếu cho ông Trump với gần 16 điểm trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Chiến sự Ukraine ngày 27 tháng 10, Nga đột phá lớn chưa từng có ở Nam Đồ Nhét. Nga đột phá lớn chưa từng có tại Nam Đồ Nhét. Kênh Military Summary đưa tin, vào ban đêm, Moscow đã tiến hành cuộc tấn công bằng UAV Gheran quy mô lớn vào Kiev, cũng như các khu vực Sumy và Chernigov. Trên mặt trận cớt, những trận chiến vị trí tiếp tục với những thay đổi về lãnh thổ hạn chế. Quân đội Nga RFAF đang hoàn tất việc đánh sập Selidove. Họ đã kiểm soát được khoảng 75% diện tích thành phố. Quân đội Ukraine IFU đang phải rút lui. Ngoài ra, lực lượng Moscow đã chiếm được Goniak và Alexandropol, khiến Kurakove đang bị bảo vệ. Trên mặt trận Nam nhét RFAF đã tạo ra bước đột phá lớn chưa từng có với các đội hình thiết giáp AA tiến đến Bogovia Plenka và Shatake. Tình hình rất nghiêm trọng đối với AFU và họ cần ổn định cục diện càng sớm càng tốt, nếu không sẽ gây ra hậu quả rất lớn. Các nguồn tin ủng hộ Kiev cho rằng mục tiêu chính của Moscow là tấn công về phía Velika Novosinka. Kênh Military Chronicle xác nhận cuộc tấn công của RFAF từ phía nam Oleksandr và một cuộc tiến quân đồng thời tới Selidovo đã được mệnh danh là một cuộc tấn công theo tầng. Nhìn trên bản đồ, đây có lẽ là một nồi hầm khổng lồ mà Moscow muốn tạo ra. Hai cánh cách nhau tới 40-50 km và chiều sâu 30 km, với diện tích lên tới mấy nghìn km vuông. Rất nhiều đơn vị tinh nhuệ của AFU có thể đã rơi vào vòng vây. Đến thời điểm này, có thể nhận thấy, việc AFU để mất pháo đài Oleda đã đưa tới hậu quả vô cùng tai hại, mở đường cho đối phương ảo à tiến lên với tốc độ nhanh chưa từng có. Kênh Riba cho biết, các báo cáo từ mặt trận tiếp tục đưa tin về sự tiến quân của lực lượng Moscow trên một số khu vực, đặc biệt là ở Nam Đồ Nhét, RFAF, đã đạt được những thành công đáng kể. Quân đội Nga đã thực hiện một số cuộc tấn công cục bộ trên tuyến Bohoyavlenka-Katerinivka và cũng tham gia vào các trận chiến tại khu định cư Bohoyavlenka. Trước đó, lính xung kích của họ đã giành quyền kiểm soát vành đai rừng giữa Vodiane và Bohoyavlenka gần khe núi Ikriana, rừng Dobrovolskiy cũng như một pháo đài lớn cho phép họ tiến hành tấn công vào ngôi làng. Pháo binh Nga đang hoạt động tích cực tại Bohoya Flenka và các xe bọc thép của Ukraine đang bị UAV phá hủy. Các trang trại ở phía Tây được AFU sử dụng làm nơi cất giấu thiết bị và đã nhiều lần trở thành mục tiêu không kích của máy bay Nga. Bước tiến lớn nhất được quan sát thấy giữa Zolota Niva, Shatake, Novorayinka và Prechitivka. Lữ đoàn súng trường cơ giới độc lập 40 và một số bộ phận của tập đoàn quân số 36 RF-AF trong hai ngày qua không chỉ đánh bật đối phương khỏi một số vành đai rừng và các khu định cư lớn, mà còn tham gia vào những trận chiến giành Shatake và Novo nơi họ đã chiếm được các tòa nhà. Nhờ các cuộc tấn công nhanh chóng, khoảng 50 km vuông đã được kiểm soát trong hơn 2 ngày. Cũng có thông tin trái chiều về cuộc tiến công trên tuyến Marsis milianovka peremoha Xét theo cảnh quay từ phía Kiev, các đội hình của AFU đã mất vị trí ở một trong những vành đai rừng. Ông Trump nhận tín hiệu khả quan, tăng tốc trong chặng đua nước rút. Kết quả thăm dò dư luận mới cho thấy, hai ứng viên tổng thống Mỹ Donald Trump và Kamala Harris gần như ngang bằng nhau về tỷ lệ ủng hộ. Hãng tin Wall Street Journal ngày 23 tháng 10 công bố kết quả cuộc thăm dò dư luận mới nhất cho thấy, ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump dẫn trước đối thủ đảng Dân chủ Kamala Harris 2 điểm phần trăm về tỷ lệ ủng hộ. Kết quả cho thấy ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa dẫn trước một chút trong phạm vi sai số của cuộc thăm dò dư luận. Trong cuộc thăm dò mới nhất, 42% cử tri được hỏi cho biết bà Harris là phó tổng thống hoàn thành tốt công việc, mức thấp nhất kể từ tháng 7. Ngược lại, phần thể hiện của ông Trump trên cương vị tổng thống được 52% số người tham gia khảo sát tán thành. Wall Street Journal đề xuất một số yếu tố có thể giúp cán cân nghiêng về phía một trong hai ứng viên tổng thống. Những nam thanh niên, những người có xu hướng đứng về phía ông Trump, có thể không sẵn sàng đến các điểm bỏ phiếu như những phụ nữ trẻ, những người ủng hộ bà Harris nhiều hơn. Một yếu tố cần cân nhắc khác là các quy định ở một số bang chiến trường, bao gồm Michigan, Wisconsin và Nevada, cho phép đăng ký vào ngày bầu cử năm tháng 11. Wall Street Journal cho biết những cử tri như vậy không được phản ánh trong mẫu thăm dò. Wall Street Journal đã khảo sát 1.500 cử tri từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 10. Theo Wall Street Journal, người Mỹ coi ông Trump là ứng viên sáng giá hơn để quản lý nền kinh tế Mỹ, mặc dù so với bà Harris, cựu tổng thống được coi là người cực đoan và nguy hiểm hơn cho nước Mỹ. Cả hai ứng viên đều chỉ trích đối thủ là người quá cực đoan để trở thành tổng thống. Bà Harris có quan điểm dẫn đầu mạnh mẽ về vấn đề phá thai, vấn đề được nhiều người coi là lợi thế chính của đảng Dân Chủ. Theo cuộc thăm dò mới nhất do Rasmussen Reports thực hiện và công bố hôm 25 tháng 10, ông Trump đang dẫn trước đối thủ 2 điểm phần trăm. Cuộc thăm dò được tiến hành từ ngày 20 đến ngày 23 tháng 10 với hơn 3.400 người Mỹ tham gia. Kết quả thăm dò cho thấy, nếu cuộc bầu cử được tổ chức vào thời điểm này, 49% số người được hỏi sẽ bỏ phiếu cho ông Trump, còn 47% sẽ bỏ phiếu cho bà Harris. 2% số người tham gia khảo sát nói rằng họ sẽ bỏ phiếu cho một số ứng viên tổng thống khác và 3% chưa quyết định. Cuộc đua vào Nhà Trắng đến nay vẫn rất khó đoán vì các cuộc khảo sát vẫn có sai số, nghĩa là những điểm thiếu chính xác điển hình trong cuộc bỏ phiếu có thể làm thay đổi kết quả. Chiến dịch tranh cử của hai ứng viên đang ở giai đoạn cao trào khi cả hai đều đang tập trung nỗ lực để giành được các cử tri ở những bang chiến trường. Hiện cả hai ứng viên đều bám đuổi xích sao trong các cuộc khảo sát trước thèm bầu cử. Theo giới chuyên gia, các bang Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pennsylvania và Wisconsin sẽ là chiến trường quyết định kết quả bầu cử. Những bang chiến trường sẽ có vai trò quyết định trong việc xác định ứng cử viên nào đạt được 270 phiếu đại cử tri quan trọng trong cuộc bầu cử vào đầu tháng 11. Hiện tại cả ông Trump và bà Harris đều không có lợi thế dẫn đầu rõ ràng ở đủ số bang để đảm bảo chắc thắng. Ít nhất 7 quốc gia phản đối việc Ukraine gia nhập NATO. Đức và Mỹ không phải là những quốc gia duy nhất phản đối lời mời gia nhập NATO của Ukraine. Hungary, Slovakia, Bỉ, Slovenia và Tây Ban Nha cũng phản đối động thái này. Theo Politico, kế hoạch chiến thắng của Tổng thống Volodymyr Zelensky đang gặp nhiều thách thức vì nó phụ thuộc vào việc Ukraine có nhận được lời mời gia nhập NATO hay không, nhưng một số thành viên chủ chốt của liên minh lại không quan tâm đến việc này. Đức và Mỹ nằm trong số các cường quốc chậm trễ trong lời kêu gọi của ông Zelensky về việc mời nước này gia nhập NATO ngay lập tức. Theo bốn quan chức và nhà ngoại giao Mỹ và NATO được giấu tên để chia sẻ các cuộc thảo luận nội bộ mới nhất, Politico đưa tin. Politico lưu ý rằng các thành viên chủ chốt của liên minh lo ngại về việc bị lôi kéo vào một cuộc chiến với Nga. Trong một cuộc phỏng vấn với Politico, đại sứ Mỹ sắp mãn nhiệm tại NATO Julianne Smith đã nhấn mạnh lập trường của Mỹ rằng cho đến nay, liên minh vẫn chưa đạt đến điểm mà họ sẵn sàng cung cấp tư cách thành viên hoặc lời mời cho Ukraine. Đức và Mỹ không phải là những nước duy nhất ngăn cản tư cách thành viên NATO của Ukraine. Hungary và Slovakia cũng đang phản đối, nhưng họ xuất phát từ một điểm khởi đầu khác. Các nhà lãnh đạo theo chủ nghĩa dân túy hiện tại của họ có lập trường ủng hộ Điền Kremlin nói chung, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đã chặn các khoản tiền của EU cung cấp vũ khí cho Ukraine và đã rút khỏi chương trình viện trợ vũ khí sát thương của NATO cho Kyiv. Trong một bài đăng trên mạng xã hội, ông Orbán gọi kế hoạch chiến thắng của ông Zelensky là không chỉ đáng sợ. Thủ tướng Slovakia Robert Fico đã cảnh báo vào đầu tháng này rằng vì Ukraine gia nhập NATO sẽ là bước khởi đầu cho một cuộc chiến tranh thế giới thứ ba và hứa rằng ông sẽ không bao giờ đồng ý với điều đó. Có những quốc gia khác không muốn hành động nhanh chóng theo yêu cầu của Kiev. Các quốc gia như Bỉ, Slovenia hoặc Tây Ban Nha đang ẩn sâu Mỹ và Đức, họ miễn cưỡng một quan chức NATO cho biết. Một quan chức thứ hai lưu ý rằng các quốc gia này ủng hộ trên lý thuyết nhưng một khi gần thành hiện thực hơn, họ sẽ bắt đầu phản đối điều đó một cách công khai hơn. Tuy nhiên, các quan chức phát biểu với Politico nhấn mạnh rằng cả Mỹ và Đức đều không loại trừ khả năng Ukraine trở thành thành viên NATO trong tương lai nato đáp trả gây gắt yêu cầu của tổng thống zelensky nato chưa sẵn sàng chấp nhận ukraine đại diện thường trực của mỹ tại nato bà julian smith cho biết trong một bài bình luận trên politico bà nói cho đến nay liên minh vẫn chưa đạt đến mức sẵn sàng đề nghị ukraine trở thành thành viên hoặc lời mời đồng thời bà smith lưu ý rằng washington lo ngại về động thái của eu ưu tiên mua vũ khí châu âu cho rằng chiến lược này sẽ trở thành trở ngại trong việc cung cấp hỗ trợ cho kiev Việc ngay lập tức mời Ukraine gia nhập liên minh là điểm đầu tiên trong cái gọi là kế hoạch chiến thắng của Tổng thống Ukraine Zelensky. Tổng thống Vladimir Putin gọi việc Ukraine có thể gia nhập NATO là mối đe dọa đối với an ninh Nga và nhấn mạnh rằng những rủi ro này là một trong những lý do khiến nước này phải bắt đầu một chiến dịch quân sự đặc biệt. Trước đó, vụ trưởng vụ thứ hai của các nước SIS thuộc Bộ Ngoại giao Nga Alexei Bulitschuk nói với hãng tin RIA rằng việc kiev gia nhập nato trong điều kiện hiện tại sẽ chấm dứt khả năng giải quyết chính trị và ngoại giao cho cuộc xung đột ở ukraine ông bullishuk lưu ý chúng tôi liên tục cảnh báo về nguy cơ ukraine gia nhập nato ông nói thêm rằng giờ đây một bước đi như vậy sẽ chấm dứt các khả năng giải quyết chính trị và ngoại giao khiến liên minh này không thể tránh khỏi sự tham gia trực tiếp vào các hoạt động thù địch chống lại nga và dẫn đến sự leo thang không kiểm soát được Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Szijjarto vào đầu tuần trước cũng nói rằng việc Ukraine gia nhập NATO trong hoàn cảnh hiện tại sẽ đồng nghĩa với việc bắt đầu một cuộc chiến tranh thế giới thứ ba. Bầu cử Mỹ năm 2024, ông Trump đảo ngược thế trận, dẫn trước bà Harris. Khảo sát mới của tờ The Wall Street Journal công bố hôm 23 tháng 10 theo giờ địa phương, ông Donald Trump đã vươn lên dẫn trước bà Harris trong cuộc bầu cử Mỹ năm 2024. Những tuần cuối của cuộc bầu cử Mỹ 2024, các thành tích cũ của ông Trump đang dần lấy lại thiện cảm từ cử tri. Kết quả khảo sát cho thấy ông Trump đang dẫn trước bà Harris 2 điểm phần trăm, 47% so với 45%. Tuy nhiên, khoảng cách này vẫn nằm trong sai số, cuộc cạnh tranh chưa ngã ngủ và bất kỳ ai cũng có thể bứt phá. Diễn biến này đảo ngược cuộc thăm dò trước đó của The Wall Street Journal thực hiện vào cuối tháng 8, ngay sau đại hội toàn quốc của Đảng Dân chủ. Thời điểm đó, bà Harris nhận được 47% sự ủng hộ, còn tỷ lệ ủng hộ dành cho ông Trump là 45%. Hình ảnh của bà Harris ở thời điểm hiện tại đang bị lù mờ đáng kể. Những đánh giá tích cực từng dành cho bà sau khi thay thế ông Joe Biden làm ứng viên đảng Dân Chủ nay đã suy giảm. So với hồi tháng 8, tỷ lệ cử tri có ấn tượng tiêu cực về bà tăng mạnh đạt 53%, trong khi chỉ 45% đánh giá tích cực. Đáng chú ý, trong 3 cuộc thăm dò liên tiếp từ tháng 7, hơn 54% cử tri chỉ trích cách bà Harris thực hiện vai trò phó tổng thống so với 42% tỏ ra ủng hộ. Ngược lại, quan điểm về ông Trump trở nên tích cực hơn với 48% người được hỏi cho biết có hảo cảm với ông so với 50% có quan điểm ngược lại. Vào cuối tháng 8, 53% người được hỏi nói rằng họ không thích ông Trump, 45% cho biết có quan điểm tích cực về ông. Các cử tri cũng bày tỏ sự tin tưởng vào chương trình nghị sự của ông Trump, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế. Các chính sách của ông được ủng hộ nhiều hơn 10 điểm phần trăm so với nhóm phản đối, trong khi đó, các đề xuất kinh tế của bà Harris nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Cuộc khảo sát diễn ra giữa lúc các chiến dịch đổ hàng trăm triệu đô la Mỹ vào quảng cáo với mục tiêu tăng thiện cảm cho ứng viên trong mắt công chúng. Theo dữ liệu từ Ad Impact, ông Trump và các đồng minh đã chi 378 triệu đô la Mỹ cho quảng cáo đa phương tiện kể từ sau đại hội Đảng Cộng hòa vào cuối tháng 8. Chủ yếu xoáy vào lập luận rằng bà Harris đang lãnh đạo đất nước theo cách quá tự do. Trở lại, phe bà Harris đã chi mạnh tay hơn với 625 triệu đô la Mỹ đầu tư cho quảng cáo, nhấn mạnh các thông điệp mang lại lợi ích cho cử tri. Tuy nhiên, những nỗ lực đó dường như chưa phát huy hiệu quả như mong đợi. Giờ đây, cử tri đã biết bà ấy là ai, nhà thăm dò của Đảng Cộng hòa David Lee nhận xét, nhưng kết quả không mấy khả quan so với ông Trump, bà Harris đang gặp nhiều bất lợi hơn. Quốc hội Nga phê chuẩn hiệp ước an ninh quan trọng với Triều Tiên. Duma, quốc gia Nga Hạ viện đã phê chuẩn một hiệp ước song phương với Triều Tiên mà Tổng thống Vladimir Putin đã ký trong chuyến thăm Bình Nhưỡng vào tháng 6 và đệ trình lên Hạ viện vào đầu tháng này. Thỏa thuận được phê duyệt vào ngày 24 tháng 10, nêu rõ sự hợp tác toàn diện mà hai nước dự định duy trì, bao gồm cả vấn đề an ninh quốc gia. Các điều khoản của thỏa thuận nêu rõ rằng không bên nào sẽ ký kế kết các hiệp ước với bên thứ ba xâm phạm chủ quyền của bên kia. Trong trường hợp một trong hai quốc gia bị tấn công, bên kia cam kết sẽ hỗ trợ, bao gồm cả các biện pháp quân sự theo quy định của Hiến trương Liên Hợp Quốc. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrei Rudenko, người đã cung cấp cho các nghị sĩ ý kiến chuyên môn về tài liệu này trong phiên họp, cho biết hiệp ước sẽ đưa ra mối quan hệ với Triều Tiên lên một tầm cao mới và góp phần vào việc tạo ra một hệ thống quốc tế đa cực công bằng. Hiệp ước này là công khai, sẽ được công bố, không có điểm bí mật nào trong đó, mọi thứ đều được viết rõ ràng, ông nói. Nhà ngoại giao này nói thêm rằng, Moscow đang tìm cách kiềm chế các mối đe dọa ngày càng gia tăng trong khu vực đến từ phương Tây do Mỹ đứng đầu, vốn đang theo đuổi mục tiêu duy trì bá quyền và tạo ra các liên minh quân sự, chính trị khép kín ở châu Âu, Thái Bình Dương. Ông Rodenko cảnh báo rằng các hoạt động của Washington có thể dẫn đến việc triển khai vũ khí hạt nhân chiến lược trong khu vực. Tháng này, đã có nhiều đồn đoán rằng Triều Tiên đã gửi hàng nghìn quân đến Nga để có thể triển khai trong cuộc xung đột ở Ukraine những cáo buộc đầu tiên đến từ Tổng thống Ukraine Zelensky. Cơ quan tình báo NIS của Seoul tuần trước cáo buộc rằng Bình Nhưỡng có thể cung cấp tới 4 lữ đoàn với tổng cộng 12.000 quân. Ngày 23 tháng 10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tuyên bố rằng khoảng 3.000 quân Triều Tiên đã đến đất Nga, cảnh báo rằng họ sẽ là mục tiêu công bằng nếu được đưa ra tiền tuyến. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuần này cho biết các tuyên bố từ Kiev và những người ủng hộ là trái ngược nhau. Đại diện cho Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc đã nói rằng phái đoàn của ông không cảm thấy cần phải bình luận về những tin đồn vô căn cứ và dập khuân nhằm bơi nhọ quốc gia của ông. Chiến sự Ukraine 24 tháng 10, Nga xé nát hàng thủ, Kiev tháo chạy khỏi Selidovain ukraine tháo chạy khỏi selidov kênh military Summary đưa tin tình hình mặt trận bốc rốc đang lên đến đỉnh điểm theo các dữ liệu định vị địa lý mới nhất từ ismoliska có vẻ như ginis cũng đang bị quân đội nga rfaf tấn công từ phía tây họ được cho là đã kiểm soát một phần lớn thị trấn xa hơn về phía bắc selidov lực lượng moscow đã thọc sâu vào trung tâm thị trấn cũng như ập vào từ ba phía đông nam bắc Lá cờ chiến thắng của Nga tung bay ở trung tâm Selidovo trong dãy nhà cao tầng. Rõ ràng trước nguy cơ bị bao vây, quân đội Ukraine AFU đang chạy trốn khỏi thành phố. Cùng lúc đó, lực lượng Kiev ở làng Mikolaka cũng được cho là đã thất thủ. Tại Chasotya, số FAF được cho là đã đột phá thêm một lần nữa ở trung tâm thành phố và thâm nhập sâu vào nội đô Chasotya vài trăm mét. Tình hình ở Sivuot cũng rất sôi động trở lại và lực lượng Moscow thông báo rằng Serbia Brinanka đã thất thủ. Theo hướng Kyivyan, RFAF đang tiến dọc theo các cánh đồng về phía Tây và họ đã giành được thêm nhiều lãnh thổ ở Kuryakitka. Tóm lại, quân đội Nga tiếp tục đạt nhiều thành công mới dọc theo toàn bộ tiến tiếp xúc chiến đấu. Nga đánh sập tuyến phòng thủ kiên cố ở Chasotya, Kenredoka cho biết những thành công của lực lượng Moscow trong cuộc tấn công phía nam Chasotya khiến kế hoạch phòng thủ tổng thể của Ukraine phá sản. Trước nguy cơ bị RFAF tiến vào sườn nhà máy vật liệu chịu lửa, Afu buộc phải thay đổi sơ đồ phòng thủ. Điều đó được thể hiện bằng việc lực lượng Kiev từ bỏ hai tiểu quận Novi và Okibaski gần kênh Sovaki Donetsk Donbass và sử dụng các đơn vị đã được triển khai trước đó để tăng cường phòng thủ theo tuyến mới. Sự thiếu hụt nhân sự tại đơn vị đồng trú của Kiev ở Chasovya đã buộc họ phải lựa chọn giữa một quyết định tồi tệ và một quyết định rất tồi tệ. Cuối cùng, Afu đã quyết định rút lui để bảo toàn tính mạng thay vì tử thủ đến người lính cuối cùng. Kênh SVO xác nhận tuyến phòng thủ của Ukraine tại Chasotcha đã sụp đổ. Lực lượng Moscow chiếm được toàn bộ tuyến chuyến hào dọc theo kênh đào ở cả hai bên. Họ cũng đã chiếm được hai địa bàn quận tháng 10 và quận mới kurs giao tranh dữ dội kiev cố gắng mở nút cổ chai theo kênh riva trên mặt trận kurs giao tranh vẫn tiếp diễn trên toàn bộ tuyến đầu tại một số khu vực afu đã cố gắng tấn công các vị trí của nga nhưng không thành công ở quận gloskovo các đơn vị kiev vẫn duy trì sự hiện diện ở khu vực đường ray xe lửa phía nam làng Novibud. chưa có cảnh quay nào xác nhận việc rfaf dọn sạch lãnh thổ từ khu định cư ở quận Korenovo, kẻ thù đang cố gắng mở rộng nút củ chai của vạt dầu theo tuyến zelenskyak Siyak, Trong ngày qua, RFAF đã đẩy lùi ít nhất hai cuộc tấn công của đối phương ở khu vực này. Về phía Bắc, một nhóm thiết giáp Nga đã tiến vào khe núi Kalinoglot và các khu vực Donetsk và Rosoknoye. Giao tranh đang diễn ra ở khu vực rảnh Vekina Blotska, đường Krebenet và đường Kasatsky Tại quận Sutya, Kiev cũng đã cố gắng tấn công vào vùng lân cận Blackovo, nhưng các báo cáo mới đây về việc RFAF giành lại quyền kiểm soát nơi này vẫn chưa được xác nhận. Tại làng Zolotsenko, UAV tấn công Inokodek Orion của Nga đã phá hủy một xe tăng đối phương. Lực lượng Moscow tiếp tục tấn công cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine ở Sumy, Beloboye bằng bơm lượng, tên lửa và UAV cảm tử Geran. Tướng Mỹ hàng đầu cảnh báo Nga vẫn có một lực lượng chiến đấu nguy hiểm chưa từng tung vào cuộc chiến Ukraine. Đội quân Nga vẫn có lực lượng chiến đấu nguy hiểm, hầu như không bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến ở Ukraine, tướng Mỹ hàng đầu ở châu Âu cảnh báo nga chịu tổn thất đáng kể ở ukraine nhưng quân đội này vẫn có lực lượng chiến đấu nguy hiểm hầu như không bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột vị tướng hàng đầu của mỹ tại châu âu cảnh báo trong tuần này tướng christopher cavoli tư lệnh bộ tư lệnh châu âu của mỹ cho biết trong một cuộc phỏng vấn với hội đồng đại tây dương rằng chúng ta thấy quân đội nga hoạt động ở ukraine và những đòn tấn công mà họ phải chịu phải được xem xét trong bối cảnh toàn bộ cơ cấu quân sự của họ Cavoli, cũng là Tổng tư lệnh Liên minh NATO tại châu Âu, cho biết Nga vẫn còn các lực lượng hầu như không bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến ở Ukraine, bao gồm lực lượng không quân tầm xa, lực lượng tên lửa chiến lược, các đơn vị phòng thủ và tài sản dưới nước. Ông cho biết, hầu hết lực lượng không quân chiến đấu của Moscow vẫn chưa tham gia vào cuộc xung đột. Vì vậy, mặc dù đã có những tổn thất đáng kể trên bộ, nhưng trong phần còn lại của cơ cấu quân sự Nga vẫn còn một lượng lớn năng lực, cả vũ khí thông thường và hạt nhân, và vì vậy cần phải ghi nhớ điều đó, Cavoli cho biết trong cuộc phỏng vấn video với nhóm nghiên cứu công bố ngày 22 tháng 10. Trong suốt cuộc chiến, Nga đã nỗ lực phô trương năng lực quân sự của mình vượt ra ngoài Ukraine như tiến hành các cuộc tập trận tàu ngầm ở biển Bắc Tích và tăng cường hoạt động dưới nước ở Đại Tây Dương, điều khiển máy bay quân sự cùng Trung Quốc gần Alaska, tiến hành các cuộc tập trận sẵn sàng chiến đấu hạt nhân và cố gắng thử nghiệm tên lửa đạn đạo tầm xa mới. Tuy nhiên, các cuộc biểu dương lực lượng quân sự của Moscow ở nước ngoài diễn ra trong bối cảnh nước này đang phải chịu những tổn thất ở Ukraine. Tình báo phương Tây ước tính rằng Nga đã phải chịu hơn 600.000 thương vong kể từ khi bắt đầu cuộc chiến ở Ukraine và trung bình mỗi ngày có hơn 1.200 thương vong, một xu hướng có khả năng sẽ tiếp tục. Trong khi đó, Moscow được cho là đã mất một lượng lớn thiết bị quân sự, bao gồm hàng nghìn xe tăng và xe bọc thép. Tuy nhiên, phía Nga bác bỏ những thông tin này. Trong cuộc phỏng vấn với Hội đồng Đại Tây Dương, ông Cavoli giải thích rằng mặc dù lực lượng mặt đất của Nga phải chịu tổn thất nghiêm trọng khi chiến đấu ở Ukraine, Moscow đã có những bước tiến đáng kể để xây dựng lại lực lượng. Cavoli cho biết lực lượng quân sự, lực lượng bộ binh bên trong Ukraine hiện nay lớn hơn đáng kể so với lực lượng bộ binh có mặt ở đó vào đầu cuộc chiến. Vì vậy, quân đội Nga thực sự đã phát triển trong giai đoạn này. Những phát biểu của Cavoli tuần này báo hiệu những cảnh báo mới nhất của ông về mối đe dọa liên tục từ Nga. Vị tướng Mỹ này cũng giống như các quan chức cấp cao khác của Mỹ đã nhiều lần nói trong vài tháng qua rằng Moscow vẫn nguy hiểm và đang bù đắp cho những tổn thất trong chiến tranh. Tổng thống Putin bất ngờ tuyên bố xung đột ở biên giới Nga đang diễn ra hết sức đáng tiếc. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng xung đột ở biên giới Nga đang diễn ra hết sức đáng tiếc. Phát biểu tại cuộc họp cuối cùng của hội nghị thượng đỉnh BRICS ở định dạng BRICS cộng tiếp cận, Tổng thống Nga Putin nói rằng có rất nhiều xung đột vũ trang trên hành tinh, điều tương tự đang xảy ra ở biên giới của chúng tôi điều khiến chúng tôi vô cùng tiếc nuối ukraina đang bị lợi dụng để tạo ra một mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh của nga tổng thống nga vladimir putin tuyên bố một trong những ví dụ về điều này là Ukraine, quốc gia đã và đang sử dụng để tạo ra các mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh của Nga, đồng thời phớt lờ những lợi ích sống còn của chúng tôi. Những lo ngại công bằng về việc vi phạm quyền của những người nói tiếng Nga, và giờ đây họ đang thậm chí không che giấu mục tiêu gây ra thất bại chiến lược cho đất nước của chúng tôi, ông Putin nói. Nhà lãnh đạo Nga nói thêm rằng đây là những tính toán hão huyền chỉ có thể được thực hiện bởi những người không biết lịch sử nước Nga và không tính đến sự đoàn kết được rèn luyện, kiên cường và gắn kết của nhân dân Nga qua nhiều thế kỷ. Hàng nghìn binh sĩ cảnh báo đáng sợ về thành phố ở Donetsk sắp bị Nga bao vây. Chuyên gia người Anh Alexander Mercuric cho biết trên YouTube rằng hàng nghìn quân nhân Ukraine sẽ thiệt mạng do Bộ Chỉ huy Lực lượng Vũ trang Ukraine không ra lệnh cho họ rời khỏi thành phố Selidovo ở Donetsk trước nguy cơ bị bao vây. Sẽ có một thảm họa nghiêm trọng một số binh sĩ này sẽ được cứu, nhưng phần lớn rất có thể sẽ không hy sinh hàng ngàn binh sĩ giỏi nhất của mình để bảo vệ một thành phố mà lẽ ra họ phải sơ tán một tuần trước, chuyên gia tin tưởng. Theo ông Mercury, cuộc tấn công của quân đội Nga dẫn đến việc bao vây hoàn toàn thành phố, đồng thời mọi tuyến đường tiếp tế cho nhóm Ukraine sẽ bị cắt đứt. Tuần trước, người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk DPR Denis Bucilin cho biết trên kênh truyền hình Russia 24 rằng có tất cả các điều kiện tiên quyết để bao vây thành phố Selidovo trong cuộc tiến công theo hướng Bostrovsky. Trước đó, cố vấn của người đứng đầu DBR Igor Kamakovsky đã nói rằng quân đội Nga đã đưa Kurakov và Selidovo vào thế gọng kìm. Cũng theo nhận định của ông Mekerik, lực lượng vũ trang Ukraine đang thiếu nhân sự trầm trọng và kế hoạch huy động của Kiev đã đổ vỡ. Kế hoạch huy động nhập ngũ mà Ukraine khởi xướng vào mùa xuân năm nay thực sự đã thất bại, ông nhận xét. Theo chuyên gia này, lực lượng vũ trang Ukraine không thể tuyển mộ được một số binh sĩ như mong đợi, còn các tân binh thiếu sự đào tạo và động lực phù hợp. Ông Merkrit lưu ý, các quân nhân tại ngũ cũng cảm thấy mất tinh thần do không được luân chuyển và có nguy cơ tử vong nếu không được tiếp viện. Như tờ Base đã viết, giới quân sự Ukraine thừa nhận rằng việc huy động nhập ngũ trong nước đang diễn ra tồi tệ, phải tóm người trên đường phố, còn những người lính ở tiền tuyến không muốn thấy cạnh mình là một người thiếu động lực và kinh nghiệm vì liên quan đến mạng sống của họ. Đạo luật về tăng cường huy động quân ở Ukraine có hiệu luật từ ngày 18 tháng 5. Người trong diện nghĩa vụ phải luôn mang theo thẻ căn cứ quân sự, cần xuất trình theo yêu cầu của nhân viên phòng quân vụ và cảnh sát. Ai không tuân theo có thể bị tước quyền lái ô tô, trong văn bản luật không nêu thời hạn phục vụ và xuất ngủ. Nga triển khai lực lượng hạt nhân chiến lược tới Ukraine Ngày 23 tháng 10, truyền thông Ukraine đưa tin gây chấn động Nga đang triển khai các binh sĩ thuộc lực lượng tên lửa chiến lược đơn vị chuyên vận hành vũ khí hạt nhân tới chiến trường Ukraine. Động thái này khiến dư luận quốc tế lo ngại, diễn ra giữa bối cảnh Moscow đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân lực nghiêm trọng sau hơn hai năm xung đột căng thẳng. Theo Cộng thông tin Military của quân đội Ukraine, các binh sĩ này có thể không trực tiếp vận hành vũ khí hạt nhân mà thay vào đó sẽ được sử dụng như bộ binh tăng cường cho quân đội Nga trên chiến trường. Những đơn vị này được thành lập từ cuối mùa hè năm 2024 và hiện đã bước vào chiến đấu. Đây là bước đi chiến lược của Nga nhằm bù đắp tổn thất nặng nề trên các mặt trận khi lực lượng quân sự của họ ngày càng suy yếu. Nhà nghiên cứu an ninh William Fear từ Hội đồng Địa Chiến Anh đã nhận định trên tờ Newsweek cả Nga và Ukraine đều đang gặp vấn đề nghiêm trọng về quân số. Thay thế những binh sĩ bị thương vong là yếu tố sống còn để hai bên tiếp tục cuộc chiến tiêu hao này. Ông cũng nhấn mạnh, ngoài việc tăng cường cung cấp đạn dược, việc lắp đầy khoảng trống nhân sự đang trở thành một cuộc đua sinh tử trên chiến trường. Không chỉ có lực lượng hạt nhân chiến lược, Nga còn điều động một trung đoàn của lực lượng hàng không vũ trụ tới bảo vệ khu vực Kursk sau khi Ukraine tiến hành các cuộc tấn công bất ngờ vào đầu tháng 8 năm 2024. Đơn vị này bao gồm nhiều thành phần từ kỹ sư, thợ máy đến sĩ quan quân sự nhằm đối phó với tình trạng thiếu hụt nhân sự trầm trọng tại các tuyến phòng thủ quan trọng. Tình hình càng trở nên phức tạp và đáng lo ngại hơn khi Vladimir Prudnik, một sĩ quan của Cộng hòa Nhân dân Donetsk, cho biết lực lượng tên lửa chiến lược Nga đã hoạt động mạnh mẽ tại Kursk sau chiến dịch phản công của Ukraine. Sự tham gia của các đơn vị đặc biệt này có thể báo hiệu một sự leo thang mới và nguy hiểm hơn trong cuộc xung đột đang kéo dài giữa hai quốc gia gần 25 triệu cử tri bỏ phiếu sớm bầu tổng thống Mỹ. Hai ứng cử viên tổng thống đang chạy đua tích cực tại các bang chiến trường trong khi gần 25 triệu cử tri Mỹ đã bỏ phiếu sớm. Theo dữ liệu theo dõi từ phòng bầu cử tại Đại học Florida, gần 25 triệu cử tri đã bỏ phiếu thông qua hình thức bỏ phiếu sớm trực tiếp hoặc bỏ phiếu qua thư. Một số bang bao gồm các bang chiến trường North Carolina và Georgia đã lập kỷ lục vào ngày đầu tiên bỏ phiếu sớm tuần trước. Số phiếu bầu ở Georgia đang ở mức kỷ lục, ứng viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump phát biểu tại sự kiện ở Zebulon, Georgia. Thành thật mà nói, số phiếu bầu ở mọi bang đều ở mức kỷ lục. Chúng ta đang làm rất tốt và hy vọng chúng ta có thể thay đổi đất nước của mình, ông Trump nói thêm. Theo hiến pháp, công dân Mỹ từ đủ 18 tuổi trở lên đều có thể tham gia bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử. Tuy nhiên, trong các cuộc bầu cử luôn có một bộ phận lớn người dân không muốn đi bỏ phiếu do không quan tâm tới chính trị hay đơn giản là không thích các ứng cử viên trên thực tế bầu cử tổng thống mỹ được tiến hành song song với bầu cử quốc hội để chọn ra các nghị sĩ hạ viện thượng viện cử tri mỹ không trực tiếp bầu ra tổng thống mà họ dùng phiếu phổ thông để quyết định đến lá phiếu của các đại cử tri trong bang các đại cử tri này sau đó mới bầu ra tổng thống dựa trên kết quả phổ thông đầu phiếu tại bang mà cử tri đó đại diện đảng dân chủ đã tận dụng các lựa chọn bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử gần đây thu về hàng triệu phiếu bầu trong quá trình này. Năm 2020, số lượng cử tri đi bỏ phiếu tăng vọt và được coi là yếu tố quan trọng giúp Tổng thống Joe Biden đắc cử. Khi đó, nhiều bang dễ dàng tiến hành bỏ phiếu sớm hơn do đại dịch. Tuy nhiên, 4 năm qua, một số bang đã thông qua luật khiến cử tri khó bỏ phiếu sớm hơn trong cuộc bầu cử này. Trong số các bang thực hiện những thay đổi về quy tắc bỏ phiếu sớm kể từ năm 2020 có Georgia và North Carolina, cả hai đều là những bang chiến trường quan trọng. Sức mạnh của việc bỏ phiếu sớm sẽ rất quan trọng đối với chiến dịch tranh cử của cả cựu tổng thống Donald Trump và phó tổng thống Kamala Harris năm nay. Tỷ lệ đáng kể cử tri đi bỏ phiếu sớm diễn ra khi bà Harris và ông Trump dẫn bán sát nhau ở bảy bang chiến trường cạnh tranh nhất khi chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa là đến cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11. Pennsylvania và Georgia nằm trong số bảy bang chiến trường sẽ quyết định ai giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ Cả hai ứng cử viên tổng thống có khả năng sẽ dành phần lớn thời gian còn lại của chiến dịch tranh cử để đến các bang này. Bà Harris đã dẫn trước ông Trump với tỷ lệ 46-43 trên phạm vi toàn quốc trong cuộc thăm dò mới nhất của Reuters Ipsos. Bà Harris sẽ làm gì khi tuần trăng mật tranh cử dường như đang hạ nhiệt? Những con số trên bản thăm dò dư luận dần chứng lại đang làm dấy lên mối lo ngại rằng tuần trăng mặt tranh cử của bà Harris đang dần hạ nhiệt. Đảng Dân Chủ đang hy vọng Phó Tổng thống đang tìm cách xây chuyển chiến dịch của mình trong bối cảnh có những chỉ dấu cho thấy ông Trump dường như đang dẫn trước trên trạng đua cuối cùng. Bà Harris đang đi sai hướng. Ông Donald Trump hiện dẫn trước đối thủ Kamala Harris với tỷ lệ xích sao 47-45%, theo kết quả cuộc khảo sát cử tri được công bố bởi World Trade Journal về WSC ngày 23 tháng 10 giờ địa phương. Tỷ lệ ủng hộ đối với ông Trump đã tăng khoảng 4 điểm phần trăm so với hồi tháng 8, thời điểm bà Harris tạm dẫn trước cựu tổng thống với cách biệt khá mong manh. Trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ có phần sụt giảm, Phó tổng thống Mỹ chưa tổ chức bất kỳ cuộc vận động tranh cử nào trong hai ngày qua. Thay vào đó, tập trung vào hai cuộc phỏng vấn trực tiếp với NBC News và Telemundo cùng một sự kiện được tổ chức bởi CNN. Theo kế hoạch, bà Kamala Harris sẽ đến thăm Texas, một bang đỏ nơi bà gần như không có cơ hội chiến thắng nào. Nhóm phụ trách chiến dịch tranh cử của Phó Tổng thống cho biết bà Harris sẽ có một bài phát biểu về những hạn chế trong luật phá thai tại tiểu bang này, nhấn mạnh vào vấn đề tự do sinh sản vốn là lợi thế của đảng Dân Chủ. Nhưng một chuyến đi đến một tiểu bang trung thành với đảng Cộng Hòa trong hai tuần tranh cử cuối cùng dường như là một quyết định không mấy khôn ngoan. Ông Trump có 87% cơ hội chiến thắng ở Texas, theo mô hình dự đoán của Decision Desk HQ The Hill. Ngoài ra, bà Harris cũng bắt đầu tuần mới bằng chuyến đi kéo dài một ngày đến các tiểu bang bức tường xanh ở Michigan, Pennsylvania và Wisconsin cùng với cựu dân biểu đảng Cộng hòa Liz Cheney. Chuyến dịch tranh cử của bà Harris tin rằng sự ủng hộ của những nhân vật như bà Cheney có thể đảng Dân Chủ dành thêm phiếu bầu những cử tri còn đang do dự. Bà Liz Cheney là con gái của cựu phó tổng thống Dick Cheney, người có quan điểm đứng về phía Israel thời còn tại nhiệm. Điểm đáng nói là Michigan là nơi sinh sống của hơn 200.000 người Mỹ gốc Ả Rập và làn sóng phản đối chính quyền đương nhiệm vì chính sách ủng hộ Israel chưa từng bị dập tắt ở khu vực này kể từ khi xung đột nổ ra ở Gaza cuối năm ngoái. Trong một cuộc phỏng vấn với The Hill ngày 23 tháng 10, Thị trưởng Abdullah Hamad của thành phố Trebon, Michigan đã công khai phản đối sự xuất hiện của bà Cheney tại đây, đồng thời cho biết chiến lược đồng hành này của đảng Dân Chủ đang gây ra tác dụng ngược. Mặc dù là đảng viên Dân Chủ, ông Hamad chỉ kêu gọi người dân đi bỏ phiếu nhưng không đặc biệt kêu gọi bỏ phiếu cho bất kỳ ứng viên nào. Chiến lược của bà Harris trong những tuần tranh cử cuối cùng, Tuy nhiên, bỏ qua xung đột ở Trung Đông có lý do để bà Harris tiếp tục các kế sách tranh cử có phần gây tranh cãi. Những người ủng hộ Đảng dân chủ tin rằng lời kêu gọi của bà đối với nhóm cử tri trung dung có thể giúp đảng này giành thêm nhiều lá phiếu và tránh lặp lại câu chuyện bầu cử năm 2016 khi bà Hillary Clinton thua ông Trump với kết quả gây sốc theo cựu dân biểu Steve Israel, người điều hành Quỹ ban Chiến dịch Quốc hội Dân Chủ từ năm 2001, hai tuần tới là cuộc săn tìm kim trong đóng cỏ khô đối với những cử tri chưa quyết định. Sống phát thanh ở các tiểu bang chiến trường có thể gặp vài sự cố. Vì vậy, chiến dịch của bà Harris phải tận dụng mọi nguồn lực có thể để thuyết phục nhóm cử tri này đi bỏ phiếu, bao gồm các nền tảng truyền thông phi truyền thống và các cuộc vận động tranh cử ở những bang trung thành với đảng đối lập. Bà Harris cũng tiếp tục nhắc đến những phát ngôn gây tranh cãi của ông Trump, cụ thể như việc ông gọi ngày 6 tháng 1 năm 2021, ngày diễn ra vụ bạo loạn ở Điện Capitol là ngày tình yêu để nhắc nhở những cử tri ôn hòa, không đưa cựu tổng thống trở lại Nhà Trắng. Ông Israel cho rằng đây là một chiến lược mạnh mẽ vào những ngày cuối cùng trên chặng đường tranh cử. Tóm lại, bà Harris phải biến các chiến dịch của mình thành cuộc trưng cầu dân ý về ông Trump và ông Trump cũng sẽ làm tương tự. Bất kỳ ai thành công trong nhiệm vụ đó, người đó sẽ thắng, ông Israel nói. Quyết định đến tết soát của bà Harris trong giai đoạn nước rút cũng có thể được coi là nỗ lực nhằm khôi phục đà tiến triển từng giúp đảng Dân Chủ có kết quả bầu cử giữa kỳ tốt hơn mong đợi vào năm 2022, chỉ vài tháng sau khi tòa án tối cao lật ngược phán quyết rô kiện quê phụ nữ sinh sống ở khu vực ngoại ô đặc biệt ủng hộ đảng dân chủ trong vấn đề tự do sinh sản chiến dịch tranh cử của bà harris đang vẽ nên viễn cảnh luật cấm phá thai của texas có thể được áp dụng trên toàn nước mỹ trong trường hợp ông trump đắc cử nhiệm kỳ thứ hai và tất nhiên đó là viễn cảnh mà nhóm cử tri nữ ở đây không mong muốn Ông Jim Messina, cựu giám đốc chiến dịch tranh cử năm 2012 của Tổng thống Obama, chia sẻ với báo giới rằng chiến dịch của bà Harris sẽ tập trung vào các nhóm nhân khẩu học quan trọng này trong nỗ lực phút chót nhằm vận động cử tri đi bỏ phiếu. Ông Messina nói, bà Harris đang xuất hiện liên tục trước cử tri, tập trung vào một số nhóm nhất định mà bà ấy cho là quan trọng trên con đường giành chiến thắng, cử tri Mỹ gốc Phi, cử tri Mỹ gốc Latin và các cử tri trẻ phó tổng thống cũng mở rộng phạm vi tiếp cận tới nhóm cử tri nữ ở một số khu vực nhất định tuy nhiên tất cả những động thái đó đều diễn ra vào thời điểm ông trump nhận được tín hiệu khả quan trong các cuộc thăm dò dư luận xóa bỏ vị thế dẫn đầu của đối thủ harris tại các tiểu bang chiến trường quan trọng Tỷ lệ ủng hộ bà Harris từng tăng mạnh trong thời điểm diễn ra đại hội toàn quốc của đảng Dân Chủ hoặc sau cuộc tranh luận duy nhất của bà với Trump, cuộc tranh luận mà bà được cho là đã giành chiến thắng. Giới quan sát cho rằng bà Harris đã nỗ lực nối dài tuần trăng mặt tranh cử của mình trong nhiều tháng, nhưng có vẻ như tuần trăng mặt khép lại vào thời điểm ít ai mong đợi nhất, chẳng cuối trên đường đua vào Nhà Trắng. Và chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa để ứng viên đại diện đảng Dân Chủ đảo ngược tình thế với một chiến lược tranh cử có phần gây tranh cãi như hiện nay. Bầu cử Mỹ 2024, hai ứng cử viên ráo riết cạnh tranh tại các bang chiến trường. Hàng chục triệu cử tri Mỹ đã tiến hành bỏ phiếu sớm, trong khi hai ứng cử viên tổng thống Mỹ là đương kim phó tổng thống Kamala Harris và cựu tổng thống Donald Trump tăng cường hoạt động tại các bang chiến trường. Sự cạnh tranh gay gắt khiến bang Pennsylvania và Georgia trở thành điểm nóng chính trị trong cuộc đua vào Nhà Trắng ngày 5 tháng 11 tới. Theo dữ liệu từ phòng nghiên cứu bầu cử tại trường Đại học Florida, gần 25 triệu cử tri đã tiến hành bỏ phiếu trực tiếp hoặc qua bưu điện. Nhiều bang, đặc biệt là các bang chiến trường như North Carolina và Georgia, đã lập kỷ lục về số lượng cử tri đi bầu sớm ngay trong tuần đầu tiên. Trong ngày 23 tháng 10, bà Kamala Harris, ứng cử viên của Đảng Dân chủ, đã tham gia một buổi gặp mặt trực tiếp trên truyền hình tại Chester Township, Pennsylvania. Bà hy vọng sẽ thuyết phục được số ít cử tri chưa quyết định những người có thể tạo ra sự khác biệt lớn trong một cuộc đua đang rất xích sao. Bang Pennsylvania với vị trí quan trọng trong bản đồ bầu cử Mỹ là nơi mà bà Harris dành nhiều thời gian và công sức trong giai đoạn nước rút này. Trong khi đó, ông Donald Trump, ứng cử viên của đảng Cộng Hòa, cũng đẩy mạnh chiến dịch tại Georgia, một bang quan trọng khác trong cuộc đua, với sự tham gia của nhiều nhân vật nổi bật như ông Tucker Carlson, cựu ngôi sao của kênh truyền hình Fox News, và Robert F. Kennedy Jr., một cựu ứng viên độc lập cho chiếc ghế tổng thống Mỹ. Đặc biệt, sự xuất hiện của ngôi sao nhạc đồng quê Jason Alden đã giúp kích lệ cử tri đi bỏ phiếu sớm, một thông điệp mà ông Trump trước đây từng phản đối nhưng giờ đang dần chấp nhận. Phát biểu trước đám đông cử tri tại Zebulon, bang Georgia, ông Trump tự hào cho biết số phiếu bầu tại Georgia đang ở mức kỷ lục và không quên gửi gắm hy vọng rằng những lá phiếu này sẽ giúp ông khôi phục đất nước. Cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay không chỉ là về những chương trình chính sách mà còn là về việc ai có thể thu hút được lượng cử tri đông đảo nhất tại những bang then chốt. Sự cạnh tranh gay gắt giữa bà Harris và ông Trump tại bảy bang chiến trường, trong đó có Pennsylvania và Georgia, sẽ quyết định kết quả chung cuộc. Trong bối cảnh chưa đầy 2 tuần nữa sẽ tới ngày bầu cử, cả hai ứng cử viên sẽ tiếp tục đổ dồn nỗ lực vào những bang này, nơi ngay cả 1% nhỏ phiếu bầu cũng có thể quyết định ai sẽ là tổng thống tiếp theo của nước Mỹ. Theo khảo sát mới nhất của Reuters iPod thực hiện, bà Harris đang dẫn trước ông Trump với tỷ lệ xích sao 46% so với 43% trên toàn quốc. Điều này cho thấy cuộc đua vẫn còn rất cam go và chưa có hồi kết rõ ràng. Tổng thống Zelensky bất ngờ đổ lỗi cho Đức sợ Nga Đức không ủng hộ việc Ukraine gia nhập NATO vì lo ngại phản ứng của Nga, nhưng sẽ đi theo sự dẫn dắt của Mỹ, Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố. Tổng thống Ukraine gần đây đã trở về từ chuyến công du Tây Âu và Mỹ để tìm kiếm sự ủng hộ cho kế hoạch chiến thắng của mình trong cuộc xung đột với Nga, trong khi Mỹ và các đồng minh hứa sẽ cung cấp thêm vũ khí và đạn dược. Nhưng nhìn chung, họ không tán thành kế hoạch chiến thắng của ông Zelensky. Tôi nói mọi thứ theo cách tôi thấy, chứ không phải theo cách mà ai đó muốn. Phía Đức hoài nghi về việc chúng tôi gia nhập NATO, và đó là sự thật. Ông Zelensky nói với các phóng viên tại Kiev ngày 21 tháng 10. Ông thừa nhận rằng Đức chỉ đứng sau Mỹ về mặt viện trợ tài chính và quân sự cho Ukraine, nhưng lập luận rằng chính quyền ở Berlin lo sợ chủ đề NATO, Đức, khi nói đến phản ứng từ Nga, đó là sự thật. Ông Zelensky cho biết Mỹ ảnh hưởng đến quan điểm của Đức trong các vấn đề liên quan đến Ukraine. Ông nói thêm rằng Kiev tin rằng NATO đang trải qua quá trình thống nhất quan điểm về vấn đề tư cách thành viên của Ukraine. Điều này cũng sẽ có tác động đến Hungary và Slovakia, chẳng hạn. Budapest và Bratislava đã công khai phản đối ý tưởng kết nạp Kiev vào NATO. Thủ tướng Slovakia Robert Fico thậm chí còn nói rằng ông sẽ phủ quyết động thái này chừng nào ông còn nắm quyền, vì nó sẽ gây ra một cuộc chiến tranh thế giới. Ông Zelensky cũng tuyên bố rằng Anh, Pháp và Ý đều tỏ ra ủng hộ kế hoạch chiến thắng, nhưng tất cả các đồng minh của Mỹ ở châu Âu đều đang chờ kết quả cuộc bầu cử tổng thống Mỹ trước khi cam kết công khai ukraine đã mong đợi một lời mời gia nhập nato vào năm ngoái và việc không nhận được lời mời đã khiến ông zelensky phải đưa ra lời đe dọa mối quan hệ của ông với mỹ trên các phương tiện truyền thông xã hội vào thời điểm đó nato đã thông qua một tuyên bố nêu rõ rằng kiev sẽ trở thành thành viên khi các đồng minh đồng ý và các điều kiện được đáp ứng công thức đó cũng được giữ nguyên trong tuyên bố của năm nay mặc dù có điều kiện là con được gia nhập nato của ukraine là không thể tránh khỏi Nga đã ra tín hiệu rõ ràng rằng họ sẽ không chấp nhận bất cứ điều gì ngoài quy chế trung lập cho Ukraine và nếu không phi quân sự hóa và phi phát xít hóa, Kyiv sẽ tiếp tục là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia. Ngày 21 tháng 10, đại diện của Nga tại Liên Hợp Quốc, Vasily Nebenzia, phát biểu trước Hội đồng Bảo an nhấn mạnh Việc Ukraine trở thành thành viên của Liên minh Bắc Đại Tây Dương dưới bất kỳ hình thức lãnh thổ nào đều hoàn toàn không thể chấp nhận được đối với Nga và không thể là một phần của bất kỳ kế hoạch hòa bình hay sáng kiến hòa giải nào. Tỷ phú Bill Gates có thể đã quyên góp 50 triệu USD ủng hộ bà Harris Tỷ phú Bill Gates được cho là đã quyên góp 50 triệu USD cho một tổ chức phi lợi nhuận ủng hộ chiến dịch tranh cử của bà Kamala Harris, theo New York Times. Báo New York Times dẫn các nguồn thạo tin hôm 22 tháng 10 cho biết, Tỷ phú và nhà đồng sáng lập Microsoft Bill Gates gần đây đã quyên góp khoảng 50 triệu USD cho một tổ chức phi lợi nhuận ủng hộ chiến dịch tranh cử tổng thống của ứng cử viên Đảng Dân chủ Kamala Harris. Khoản quyên góp cho Future Forward, nhóm gây quỹ ủng hộ phó tổng thống Harris được cho là sẽ được dự kín vì ông Gates chưa công khai ủng hộ ứng cử viên Đảng Dân chủ. Theo New York Times, trong các cuộc trao đổi riêng tư với bạn bè và những người khác trong năm nay, ông Gates cũng đã bày tỏ mối quan ngại về khả năng cựu tổng thống Donald Trump tái đắc cử nhiệm kỳ thứ hai. Các nguồn tin cho biết tổ chức từ thiện của ông Gates, quỹ Bill Melinda Gates, rất lo ngại về khả năng cắt giảm các chương trình kế hoạch hóa gia đình và y tế toàn cầu nếu Trump tái đắc cử. Tuy nhiên, Tifo Gates đã nhấn mạnh rằng ông có thể làm việc với bất kỳ ứng cử viên tổng thống nào. Trong một tuyên bố phản hồi thông tin của New York Times, ông Gates nhấn mạnh sự hợp tác lưỡng đảng của mình, nhưng cũng nói rằng cuộc bầu cử lần này rất khác biệt. Tôi ủng hộ các ứng viên thể hiện cam kết rõ ràng trong việc cải thiện vấn đề chăm sóc sức khỏe, giảm nghèo và chống biến đổi khí hậu tại Mỹ và trên toàn thế giới, ông Gates nói với New York Times. Tôi đã làm việc lâu dài với các nhà lãnh đạo chính trị, nhưng cuộc bầu cử này thì khác, có ý nghĩa chưa từng có đối với người Mỹ và những người dễ bị tổn thương nhất trên thế giới, ông nói thêm. Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin FANS24 vào ngày 7, thời điểm bà Harris trở thành ứng viên tổng thống mới của Đảng Dân Chủ sau khi Tổng thống Joe Biden từ bỏ nỗ lực tái tranh cử, Tiefur Gates đã hoan nghênh sự xuất hiện của một người trẻ hơn có thể suy nghĩ về những vấn đề như AI, trí tuệ nhân tạo. Trong khi bà Harris bước sang tuổi 60 vào tuần trước, đối thủ của bà, ông Trump đã 78 tuổi và là ứng cử viên tổng thống lớn tuổi nhất trong lịch sử Mỹ. Vợ cũ của Tiefur Gates, bà Melinda French, trước đó đã công khai ủng hộ bà Harris theo Forbes, cho đến nay đã có ít nhất 81 tỷ phú ủng hộ bà Harris trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Trong khi đó, một trong những người giàu nhất thế giới, tỷ phú Elon Musk, lại ủng hộ ông Trump. Ông Musk, người từng bỏ phiếu cho các ứng cử viên tổng thống Đảng Dân chủ trong quá khứ, đã chuyển sang ủng hộ Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử năm nay. Tỷ phú công nghệ đã ủng hộ ứng viên Donald Trump từ tháng 7 và xuất hiện cùng ông tại các sự kiện vận động tranh cử. Hãng tin Reuters cho biết, tỷ phú Musk đã quyên góp khoảng 75 triệu USD cho siêu ủy ban hành động chính trị America PAC ủng hộ ông Trump trong vòng 3 tháng qua, biến ông thành nhà tài trợ lớn của Đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử vào ngày 5 tháng 11 tới. 3 đến 4 tháng, kế hoạch mới nhất của Mỹ đối với Ukraine bị tiết lộ. Mỹ muốn Ukraine tiếp tục chiến đấu thêm vài tháng nữa trước khi lễ nhậm chức của tân Tổng thống. Chuyên gia người Anh Alexander Mekorit cho biết trên kênh YouTube Doran. Ông nói, Mỹ đang làm mọi thứ để có thể đảm bảo rằng Ukraine sẽ tiếp tục chiến đấu, không chỉ sau cuộc bầu cử mà còn sau khi Tổng thống mới nhậm chức. Vì vậy, họ muốn cuộc chiến tiếp tục kéo dài thêm 3 đến 4 tháng nữa. Theo chuyên gia, đây là ưu tiên hàng đầu hiện nay nhằm ngăn chặn sự sụp đổ của Ukraine dưới thời Tổng thống hiện tại. Đồng thời chuyên gia Mercuris nói thêm rằng cả lực lượng vũ trang Ukraine và các quan chức phương Tây đều hiểu rằng Ukraine đã thua trong cuộc xung đột. Trong bối cảnh hiện nay, quân đội Nga đang tích cực tiến quân ở Donbass như thư ký Hội đồng Bảo an Sergei Shoigu đã nói trong một cuộc phỏng vấn với Russia 2 vào tháng 8 và tuần đầu tiên của tháng 9 có thể giải phóng gần 1.000 km vuông lãnh thổ. Đồng thời mỗi ngày phía Ukraine có tới 2.000 người chết và bị thương. Trong diễn biến khác, cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine dự báo những người lính Triều Tiên đầu tiên sẽ tới mặt trận cớt vào ngày 23 tháng 10. Kirillo Budanov, trưởng phòng tình báo quốc phòng Ukraine trong một bình luận trên The World Zone cho biết, chúng tôi tin rằng những đơn vị đầu tiên sẽ đến mặt trận cớt vào ngày mai, tuy nhiên vẫn chưa rõ là có bao nhiêu binh lính sẽ đến và họ sẽ được trang bị như thế nào budanov nói thêm rằng thông tin chi tiết hơn sẽ có trong những ngày sắp tới